không biết là lên hình chưa, chắc là lên rồi. Rồi thì lời nói đầu tiên cho phép Gia Phú cũng như là người quay là Mèo xin được gửi lời chào đến tất cả các bạn đang xem kênh PM Food Travel. Lời nói đầu tiên thì mình cũng gửi lời đến xin chào đến tất cả các bạn nào mà chưa biết tụi mình, những bạn mới. Thứ hai là mình chia sẻ về cái kênh của mình và những cái điều mà bọn mình muốn nói cho những khán giả cũ đã ủng hộ mình bên kênh Ăn Gì Đi Đâu. Thì đầu tiên là cái tên PM Food Travel. Lúc đầu tụi mình đặt cái tên là Go and Mom, nhưng mà sau đó tụi mình quyết định đổi thành PM Food Travel, nó sẽ mang nhiều ý nghĩa hơn. Ý nghĩa ở đây là PM có nghĩa là Phú và Mèo, cũng có nghĩa là Pac-Man, là cái con mà màu vàng vàng á. Nếu bạn nào mà đã từng chơi điện tử thì các bạn có biết là cái con đó ăn đậu rồi ăn những cái trái cây á. Đó là ý nghĩa là tụi mình sẽ đi khắp nơi để tụi mình ăn đồ ăn, trải nghiệm, để gửi những hình ảnh hấp dẫn đến cho cả nhà. Cái tên thứ ba có cái ý nghĩa là Power Man, tại vì tụi mình bây giờ coi như là bắt đầu lại từ đầu. Tụi mình đặt nghĩa vậy là nhiều sức mạnh và ý chí để tụi mình có thể phát triển cái kênh này hơn nữa. Rồi, bây giờ đôi lời gửi đến khán giả đã ủng hộ Phú và Mèo ở bên Ăn Gì Đi Đâu. Thì mình cũng chia sẻ lý do tại sao bọn mình không làm tiếp kênh Ăn Gì Đi Đâu, là vì do những cái định hướng của công ty nó không phù hợp với Phú và Mèo. Cho nên bọn Phú và Mèo mới là quyết định là dừng lại và thành lập một cái kênh riêng này, để có thể thực hiện những cái chủ đề cũng như là những cái ý tưởng mà Phú và Mèo muốn gửi đến cho cả nhà cùng xem. Cái điều thứ hai là cái gì ta? Thì chắc chắn là trong cái thời gian đầu nó sẽ có rất là nhiều khó khăn, cho vì bọn mình phải thực hiện theo cái chính sách của YouTube. Cho nên hy vọng là cả nhà có thể bỏ qua cũng như là thông cảm cho Phú và Mèo từ thiết bị hoặc hình ảnh. Nhưng mà tụi mình cũng sẽ vẫn đảm bảo về những cái chất lượng hình ảnh tốt nhất đến cho cả nhà xem. Cái điều kế tiếp mà Phú muốn nói đó là về cái kênh này, tất nhiên là Phú và Mèo cũng sẽ thiên về làm về ăn uống và du lịch. Nhưng mà trong cái ăn uống đó, tất nhiên là tụi mình sẽ đi ăn hết tất cả các nơi, chứ cũng không hẳn là chỉ là hàng quán, vỉa hè, ở đâu có đồ ăn. Và tụi mình sẽ kiếm, tụi mình sẽ quay cho cả nhà cùng xem. Về du lịch thì tụi mình cũng sẽ quay những cái cảnh đẹp cho cả nhà. Nhưng mà trong cái đó thì vẫn mạnh nhất là về đồ ăn, để cho cả nhà có thể xem những cái món ăn hấp dẫn ở nhiều nơi hơn. Và song song sau đó thì có thể là bọn mình sẽ cố gắng, tức là trong một tháng bọn mình sẽ cố gắng kiếm những cái cụ già buôn bán khó khăn để quay lên những cái cảnh đó cho cả nhà có thể xem, cũng như là đồng cảm hơn do cái cuộc sống khó khăn của họ. Hay hoặc là có thể chúng ta sẽ kêu gọi để mọi người có thể biết đến nhiều hơn, để có thể đến ủng hộ những cụ ông cụ bà đó, để cuộc sống của họ đỡ cơ cực hơn. Đó là điều mà bọn Phú và Mèo muốn tâm niệm để mà làm được. Rồi, còn gì nữa không ta? Hy vọng là cả nhà sẽ ủng hộ, vì kênh nào cũng vậy, cũng đều cần có khán giả và cần sự giúp đỡ của mọi người thì kênh nó mới phát triển. Hy vọng là mọi người sẽ yêu thích Phú và Mèo giống như là yêu thích bên kênh Ăn Gì Đi Đâu, để cùng nhau chúng ta sẽ xây dựng một cái kênh phát triển mạnh mẽ hơn nữa. Ngoài những cái chủ đề ăn uống du lịch đó thì Phú và Mèo á có dự tính á, là đôi khi sẽ có thể sẽ tổ chức những cái tour du lịch bụi để cả nhà có thể tham gia cùng Phú và Mèo, để nó sẽ vui vẻ, nó sẽ hấp dẫn hơn nữa. Hy vọng là cả nhà sẽ đón chờ. Rồi, một lần nữa xin cảm ơn tất cả mọi người đã xem clip này, những bạn mới, những bạn chưa xem, hoặc là những người đã tin yêu ủng hộ Phú và Mèo. Bọn mình quay clip vẫn theo châm ngôn như cũ: một món ăn ngon sẽ ngon hơn nếu chúng ta thưởng thức cùng người thân, bạn bè và chia sẻ nó với tất cả mọi người. Cho nên các bạn hãy cố gắng đợi tụi mình những cái clip kế tiếp nha. Rồi, bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Yeah. Cảm ơn cả nhà.